Các bạn thân mến, chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Việt Nam để nâng cấp quan hệ hai nước lên mức độ cao nhất không chỉ khiến Trung Quốc đứng ngồi không yên, mà nước Nga cũng đang rất quan tâm đến sự hợp tác Việt-Mỹ bất ngờ này. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về suy nghĩ và góc nhìn của người Nga về vấn đề này và một số góc nhìn khác của người Trung Quốc nhé! Đầu tiên là góc nhìn của người Nga về sự kiện này thông qua một bài viết trên báo Investia với tiêu đề Chuyến thăm cấp nhà nước tới Hà Nội của Joe Biden kết thúc như thế nào? Và liệu các nước có thể biến Việt Nam chống lại Trung Quốc và Nga không? Em sẽ tóm tắt một số ý chính trong bài báo này để chúng ta hiểu suy nghĩ của người Nga như thế nào nhé! Sau chuyến thăm Hà Nội của lãnh đạo Mỹ Joe Biden, Hoa Kỳ và Việt Nam đã nâng cấp mối quan hệ của họ lên đối tác chiến lược toàn diện. Điều này sẽ đặt Washington ngang hàng với các đối tác của Việt Nam như Moscow và Bắc Kinh. Ngoài ra, hai nước còn hợp tác sâu sắc hơn đáng kể trong lĩnh vực bán dẫn, theo Hoa Kỳ. Điều này sẽ làm giảm phụ thuộc của Mỹ vào Trung Quốc. Đồng thời, Washington mong muốn Việt Nam, quốc gia đang tích cực mua vũ khí của Nga, thoát khỏi một số sự phụ thuộc. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, Hà Nội thực dụng sẽ không công khai thực hiện các biện pháp chống Trung Quốc hay chống Nga. Quốc gia này không có lựa chọn thay thế toàn cầu nào cho vũ khí Nga. Trước đó, Mỹ đã nhiều lần nhấn mạnh mong muốn tăng cường vai trò toàn cầu của Việt Nam trong nhiều lĩnh vực sản xuất chip như một phần trong chiến lược tổng thể của Washington nhằm giảm thiểu rủi ro liên quan đến Trung Quốc, chẳng hạn như các hạn chế thương mại có đi có lại của Bắc Kinh và căng thẳng xung quanh Đài Loan. Tuy nhiên, ông Biden nói với các phóng viên tại Hà Nội, hành động của Washington không nhằm mục đích kiềm chế hay cô lập Trung Quốc, mà nhằm sự duy trì ổn định và phù hợp với luật lệ quốc tế. Sau khi khôi phục quan hệ giao hữu giữa Hà Nội và Washington vào năm 1995, Hoa Kỳ nhanh chóng trở thành đối tác thương mại lớn thứ hai và là thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam. Năm ngoái, thương mại giữa hai nước đạt mức ấn tượng 123,86 tỷ USD. Nhưng người Việt Nam cũng coi trọng không kém việc phát triển mối quan hệ lành mạnh với Trung Quốc, bất chấp tranh chấp lãnh thổ với Bắc Kinh. Hơn nữa, Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại chính của Việt Nam trong nhiều năm. Để so sánh, kim ngạch thương mại của hai nước năm 2022 lên tới 175,6 tỷ USD. Như Alexander Vu Vinh, giáo sư tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương giải thích với Investia, Việt Nam cũng như các nước khác trong khu vực rất cần sự hợp tác quốc tế trong nhiều lĩnh vực, nhưng đồng thời cũng chưa bao giờ muốn đứng về phía nào trong cuộc cạnh tranh quyền lực lớn. Không có gì đáng ngạc nhiên khi ngay trước chuyến thăm Hà Nội của Joe Biden, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã tiếp phái đoàn đảng từ Trung Quốc. Và ngoài ra, theo truyền thông phương Tây, họ đang chuẩn bị đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm trong những tuần tới. Theo cách cân bằng tương tự, Hà Nội đã nhất quán xây dựng mối quan hệ với Moscow, quốc gia có ảnh hưởng mà Biden đang muốn cạnh tranh trong chuyến thăm tới Việt Nam. Rất khó để xếp Nga là đối thủ kinh tế của Hoa Kỳ. Năm 2021, thương mại giữa Moscow và Hà Nội đạt tối đa 7 tỷ USD. Sau đó, do các lệnh trừng phạt của phương Tây và những khó khăn về hậu cần đã giảm 1/3. Nhưng Việt Nam vẫn là một trong những khách hàng mua vũ khí Nga lớn nhất trong nhiều thập kỷ. Và người Mỹ từ lâu đã mơ ước làm suy yếu mối liên hệ quân sự chặt chẽ giữa Moscow và Hà Nội. Tại Việt Nam, Biden có kế hoạch công bố các bước nhằm giúp nước này thoát khỏi sự phụ thuộc quá nhiều vào vũ khí của Nga, một quan chức Mỹ giấu tên đã thông báo với CNN trong tuần này. Tuy nhiên, kết quả của chuyến thăm là không có ý tưởng hay thậm chí một gợi ý nào về việc bán vũ khí được đưa ra. Theo Vasily Kashin, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Toàn diện Châu Âu tại Trường Kinh tế Cao cấp thuộc Đại học Nghiên cứu Quốc gia, quá trình phát triển hợp tác kỹ thuật quân sự của Mỹ với Việt Nam rất lâu dài và phức tạp. Kể từ khi Tổng thống Barack Obama tuyên bố dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm xuất khẩu vũ khí của Nga sang Việt Nam, không có đợt giao hàng lớn nào diễn ra sau đó. Và điều ấn tượng nhất mà Hà Nội nhận được là hai tàu tuần tra lớp Hamilton, thậm chí sau đó chúng còn được cho ngừng hoạt động vào năm 2014. Những nỗ lực sử dụng vũ khí nghiêm túc hơn đã không thành công, bởi vì trong thực tiễn của Mỹ, bất kỳ việc cung cấp vũ khí nào đều gắn liền với việc phía bên kia chấp nhận một số lượng lớn các điều kiện chính trị mà Việt Nam không muốn tự mình gánh chịu. Đây là vấn đề then chốt. Chuyên gia giải thích, Hà Nội sẽ không trở thành một quốc gia tiền tuyến và sát cánh cùng Hoa Kỳ chống lại Trung Quốc, mà đang cố gắng sử dụng vị thế độc lập của mình để thu lợi từ sự hợp tác với tất cả các bên và người Mỹ không hài lòng về điều này. Với Investia, trong bối cảnh đó, Vasily Kashin tin rằng áp lực của Mỹ lên Hà Nội sẽ không trở thành mối đe dọa lớn đối với Nga, mặc dù một phần người Mỹ tìm cách can thiệp vào hợp tác kỹ thuật quân sự Nga-Việt thông qua việc đe dọa trừng phạt thứ cấp. Có lẽ trong một số trường hợp, điều này sẽ khiến Việt Nam không phải mua thiết bị của Nga mà là Israel hoặc Ấn Độ,
nhưng không có sự thay thế toàn cầu nào cho Liên bang Nga. Ngoài Mỹ và EU, nơi sản xuất toàn bộ các loại vũ khí còn có Trung Quốc, nhưng Việt Nam sẽ không mua vũ khí từ họ vì nước này cần chính xác tiềm năng răn đe để chống lại tuyên bố của Trung Quốc và biên giới trên biển ở Biển Đông. Ở những nơi có thể, Việt Nam sẽ cố gắng phát triển hợp tác với Israel và Hàn Quốc. Nhưng nhìn chung, hợp tác kỹ thuật quân sự vẫn sẽ là câu chuyện của Nga nhiều hơn, ông kết luận. Đáng chú ý là ngay trước ngày Biden đến Việt Nam, truyền thông phương Tây đã xuất hiện một số đồn đoán thú vị. Theo báo cáo của Reuters, Hà Nội đang tổ chức các cuộc đàm phán bí mật với Moscow về việc cung cấp vũ khí mới, bao gồm các loại vũ khí hạng nặng như tên lửa chống hạm, máy bay và trực thăng chống ngầm, hệ thống tên lửa phòng không và máy bay chiến đấu. Và vì sự hợp tác như vậy có thể gây ra các lệnh trừng phạt của Mỹ, Hà Nội được cho là sẽ trả tiền mua vũ khí thông qua liên doanh dầu mỏ chung Nga-Việt ở Siberia. Tuy nhiên, chưa có bình luận chính xác nào từ phía Nga về vấn đề này. Đó là những bình luận của người Nga về sự kiện này, và chúng ta có thể thấy họ rất thẳng thắn nêu ra vấn đề và quan tâm nhiều về vấn đề hợp tác mua vũ khí Việt-Nga. Còn bây giờ, chúng ta cùng nhau tìm hiểu xem người Nga đã bình luận những gì về sự kiện này nhé! Việt Nam có trí nhớ ngắn ngủi, quên mất ai đã tàn phá họ bằng bom napalm. Trước khi trách móc người Việt Nam, mặc dù họ đáng bị như vậy, hãy nhớ đến chính quyền của chúng ta trong 40 năm qua. Họ đã xoa dịu người Đức như thế nào? Những kẻ đã tàn sát công dân của chúng ta nhiều hơn người Mỹ đã làm ở Việt Nam. Và nếu người Việt Nam có được các nhà máy công nghệ cao trên lãnh thổ của mình giống như Trung Quốc đã làm trước đây, thì chúng ta sẽ chỉ nhận được sự cướp bóc, chiếm giữ thị trường tiêu thụ và bơm tài nguyên. Chúng ta thậm chí còn tệ hơn cả những người Việt Nam này. Người Việt Nam cũng như người Trung Quốc đã tiến xa hơn Liên Xô theo Marx bằng việc xóa bỏ những khái niệm quan trọng trong kinh tế tư bản và sở hữu tư nhân. Nhưng cũng giống như Trung Quốc, họ tìm cách cho phép kinh doanh thị trường và sở hữu tư nhân. Không giống như Đảng Cộng sản Liên Xô đã tiêu diệt Liên Xô thành 15 thuộc địa của Mỹ. Và từ nước nghèo nhất với chủ nghĩa xã hội không theo tư tưởng Marx, họ nhanh chóng phát triển thành một nền kinh tế phát triển với chủ nghĩa xã hội tư bản hay chủ nghĩa tư bản xã hội chủ nghĩa. Nhưng với những gì Mỹ đã cho họ vay tiền, giấy gói kẹo xanh được hỗ trợ bởi nguồn tài nguyên của các thuộc địa của Mỹ và các thuộc địa của Liên bang Nga nói riêng. Và nếu điều gì sẽ xảy ra với đồng đô la nếu thuộc địa của Liên bang Nga khôi phục chủ quyền và sau đó khôi phục chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc trong biên giới thứ 45? Và nước Nga sẽ ra sao nếu thuộc địa của Nga không khôi phục chủ quyền? Việt Cộng cũng vứt thẻ đảng viên của họ đi rồi. Vẫn chưa có sự ăn năn về tội diệt chủng của Mỹ ở Việt Nam. Người Việt Nam đáng kính trọng sâu sắc. Bạn quên ai đã đốt cháy tất cả các ngôi làng. Đây là nước Mỹ, bạn đã hoàn toàn mất trí rồi sao? Quân đội Mỹ ở Việt Nam chưa đầy 20 năm, Pháp 200 năm, còn Việt Nam đã đánh Trung Quốc 2.000 năm. Mọi người đều nhớ mọi thứ. Tuy nhiên, chúng ta cần phải nhớ lại quá khứ và hãy nhớ đến những người thân của mình và đừng phạm sai lầm về sau. Bạn biết câu tục ngữ phản bội một lần sẽ có phản bội lần hai chưa? Và không ai nói rằng họ nên quên, nhưng bây giờ họ phải làm gì để chiến đấu với tất cả các quốc gia mà họ đã từng có chiến tranh? Nhân tiện, Trung Quốc cũng tấn công Việt Nam ngay sau Mỹ. Trung Quốc xâm lược chứ không phải hủy diệt bao thế hệ, và Mỹ đã diệt chủng người Việt Nam. Và rồi, họ đã chết nhiều thế hệ vì Mỹ sử dụng bom napalm. Sau chuyến thăm Hà Nội của Biden, Putin nhất định phải tới thăm Bình Nhưỡng. Mỹ cần kim loại đất hiếm mà Trung Quốc từ chối cung cấp, nên ông già phải đi khắp châu Á và kể chuyện hợp tác trong lĩnh vực bán dẫn. Mỹ đang hủy hoại nền kinh tế Trung Quốc và Nga, Mỹ tốt quá. Vui mừng trước phép màu kinh tế của Việt Nam sắp tới. Người Việt cũng như người Nhật chỉ nhớ ngắn ngủi, họ đã quên mất ai là người phát động cuộc chiến tranh của mình. Đó là phản ứng của người Nga khi nghe về tin tức nâng cấp quan hệ đối tác Việt-Mỹ này. Có vẻ nhiều người Nga tỏ ra khá tức giận vì người Việt Nam đã bắt tay với kẻ thù trong quá khứ. Còn người Trung Quốc thì có thái độ như thế nào? Chắc chắn các bạn đã nghe nhiều bài phân tích của các kênh tin tức về thái độ của các chuyên gia, nhà chính trị, truyền thông chính thống của Trung Quốc đều cho rằng Việt Nam đang quay lưng lại với người anh em xã hội chủ nghĩa mà bắt tay với tư bản, bao vây Trung Quốc. Nhưng người dân Trung Quốc suy nghĩ như thế nào? Chúng ta cùng xem những bình luận của người Trung Quốc về sự kiện này trên mạng xã hội Douyin nhé! Lợi ích quốc gia là trên tất cả mọi thứ, hy vọng rằng các chuyên gia, giáo sư không quên điều này. Mỗi quốc gia đều làm tốt công việc của mình và Việt Nam có quyền phát triển ngoại giao của riêng mình.
Điều này được gọi là bao vây chúng ta, hãy luôn cẩn thận. Bao vây cái gì? Bạn bè của bạn là bạn bè của riêng bạn, không cho phép người khác kết bạn với những người khác sao? Nền kinh tế Việt Nam chắc chắn sẽ phát triển nhanh chóng trong thời gian tới. Quản hắn quan hệ với ai làm gì, chỉ cần mình cường đại lên nên không sợ. Việt Nam rất hai mặt, không có gì ngạc nhiên khi các thành phố của Việt Nam đang phát triển nhanh chóng. Để rèn được sắt thì bản thân phải thật cứng rắn, dân chúng mình ăn mặc đầy đủ mới là vương đạo. Nhiều người thiếu tư duy độc lập về dư luận hoặc định hướng của các phương tiện truyền thông chính thống. Thực dụng, khôn ngoan, lãnh đạo đúng đắn, làm điều đúng đắn, đất nước trở nên mạnh mẽ hơn là phúc khí của nhân dân. Hàng xóm mạnh mẽ chắc chắn sẽ trở thành một tai họa. Trung Quốc phải chuẩn bị trước và tăng cường phòng ngừa. Quê tôi có một câu nói cũ, đòn gánh không buộc chặn lại, hai đầu sẽ bị tuột. Có nghĩa là cả hai bên đều muốn cân bằng, cuối cùng bên nào cũng không có được. Trung Quốc nên cẩn thận với loại quốc gia khéo léo như vậy. Càng nói càng rõ, Trung Quốc càng mạnh, người khác sợ hãi nên mới phải lập hội. Lịch sử đã chứng minh Trung Quốc là dân tộc ưu tú nhất trên thế giới. Tiểu quốc không có chiến lược sâu sắc, chỉ có thể tả hữu đều lấy lòng. Đây cũng là một biện pháp gọi là không biện pháp. Cân bằng tam giác, tất cả đều muốn có được lợi ích của ba bên. Tiểu tâm tư này của Việt Nam chứ không còn ai khác nữa. Trên đây là một vài bình luận của người Trung Quốc. Trong khi truyền thông Trung Quốc ra sức chỉ trích Việt Nam, thì phần lớn người Trung Quốc có suy nghĩ phải cảnh giác khi thấy Việt Nam có nhiều cơ hội để phát triển kinh tế hơn. Các bạn thấy góc nhìn của hai nước Nga-Trung như thế nào? Hãy comment quan điểm của bạn nhé! Cảm ơn bạn đã xem hết video này và hẹn gặp lại các bạn ở những nội dung tiếp theo.